phiên bản hiện tại thì gần như là một phiên bản giới hạn. Phải hơn 3 năm rồi thì tụi mình mới được chứng kiến một cái sản phẩm mà hoàn chỉnh của vị đạo diễn này. Được xem ở trên một kênh stream chính thống như là HBO Go của FPT Play thì mình nghĩ đấy cũng là một điều rất là tuyệt vời rồi. DC Việt Nam của tụi mình lúc đó là bùng nổ luôn, ai cũng ơi có phim lại rồi, có phim Justice League, Snyder Cut rồi. Cái ngày mà chúng mình nhận được cái thông tin đó là bộ phim này sẽ được phát hành lại, bộ phim Justice League được phát hành lại đó bởi đạo diễn Zack Snyder làm từ đầu đến cuối luôn, thì lúc đó tụi mình rất là mừng và trên fanpage DC Việt Nam của tụi mình lúc đó là bùng nổ luôn, ai cũng ơi có phim lại rồi, có phim Justice League Snyder Cut rồi. Thì cái đó mình cảm thấy rất là mừng vì bộ phim này đã bị studio cắt xén và tung ra một cái bản không hoàn thiện vào năm 2017 đó. Bây giờ Zack Snyder sẽ làm lại một cách hoàn chỉnh, chỉnh chu hơn, thì nó giống như một cuộc đấu tranh công lý và người chiến thắng đó, và lẽ phải để chiến thắng vậy đó. Ban đầu thì mình nhận được thông tin ở trên báo chí là bộ phim Justice League thì được chiếu ở trên kênh HBO Max, là một kênh stream của Mỹ, thì mình rất là lo lắng, mình không biết là làm thế nào mình có thể xem bộ phim này tại Việt Nam. Tuy nhiên thì gần đây thì mình nhận được thông tin đó chính là bộ phim sẽ được chiếu trên kênh HBO Go của ứng dụng FPT Play cùng giờ với cả Mỹ, thì mình rất là vui bởi vì cuối cùng thì mình đã có thể xem bộ phim này. Đặc biệt là khi bạn xem phim trên nền tảng streaming, bạn có thể chủ động làm được nhiều việc hơn, tại vì bạn có thể dừng bộ phim bất cứ lúc nào. Và mỗi nền tảng nó sẽ có một cái thế mạnh hơn, ví dụ như sẽ có một số phim về các siêu anh hùng nhỏ lẻ chiếu ở trên truyền hình hay là trên streaming từng tập á, để người ta dễ theo dõi và người ta dễ hình dung cái nhân vật nó ra sao hơn. Một số nhân vật lớn như là Superman, Batman thì chiếu ở trên rạp thì nó sẽ tạo ra một cái sự bùng nổ. Như phim của Zack Snyder có cái khả năng, có cái giá trị coi lại rất là cao, thì chúng ta coi ở streaming, chúng ta coi ở nhà, coi đi coi lại nhiều lần. Phiên bản hiện tại thì gần như là một phiên bản giới hạn. Và với phiên bản này thì mình nghĩ là được xem ở trên một kênh stream chính thống như là HBO Go của FPT Play thì mình nghĩ đấy cũng là một điều rất là tuyệt vời rồi. Ngoài ra thì trong một cái bài phỏng vấn á, thì vợ của Zack Snyder là Deborah Snyder đã nói là cái phim Justice League này được chia ra làm nhiều phần, thì chúng ta nên ngắt quãng để chúng ta coi một hai phần rồi sau chúng bỏ đi, chúng ta làm việc gì khác, sau đó chúng ta quay lại coi tiếp những cái phần sau á, thì chúng ta dễ hấp thụ, chúng ta dễ hình dung cái bộ phim, dễ tiếp thu bộ phim hơn rất là nhiều so với chúng ta coi một mặt. Trước đây thì ở trên truyền hình chẳng hạn, thì khi mà chúng ta muốn xem lại một bộ phim nào đấy thì chúng ta sẽ phải chờ khá là lâu, một thời gian phải tầm 6 tháng đến 1 năm sau khi công chiếu thì chúng ta mới có thể xem lại được. Thì mình nghĩ rằng là với những cái nền tảng streaming như hiện tại thì mình có thể xem bộ phim ngay lập tức, và điều này thì giúp cho mình có thể tránh được cái việc là bị spoil cái nội dung trên mạng chẳng hạn, và mình cũng không phải thấp thỏm chờ đợi một khoảng thời gian lâu như vậy. Của DC hay có Warner Bros sau này lên streaming ấy, thì là rất là tiện cho tụi mình luôn, thì tụi mình có thể coi lại và nghĩ những content mới cho mình làm social. Ở thế giới vẫn còn đại dịch Covid hành, cho nên là việc mà bộ phim phát hành trên nền tảng streaming vừa là xu thế mà cũng là vừa là cách để bảo vệ mọi người an toàn ở nhà. Mình nghe tin là Justice League đang rục rịch khởi động những cái phần tiếp theo để hoàn thành cái tầm nhìn của vị đạo diễn Zack Snyder dành cho bộ phim này. Cho nên là hy vọng là mình và tất cả các fan trên toàn thế giới có thể tiếp tục thưởng thức bộ phim này trên nền tảng streaming. Gần đây thì rất nhiều phim mà thay vì chiếu rạp thì sẽ lên thẳng các cái nền tảng streaming. Thực ra thì lý do thì có thể là ban đầu thì là cũng là do Covid, nó làm cho cái tiến trình này nó nhanh hơn, nó xảy ra nhanh hơn. Thì tuy nhiên là tôi nghĩ thì đây cũng là một cái xu hướng mà không thể đảo ngược. Chắc chắn là khán giả sẽ là người được hưởng lợi lớn nhất từ cái xu hướng này. Trước đây thì để mà thưởng thức những bộ phim bom tấn thì họ phải ra rạp với cái kinh phí cũng không hề nhỏ. Thì tuy nhiên là bây giờ ở Việt Nam thì với 100.000 khán giả có thể vào FPT Play thưởng thức rất nhiều nội dung từ thể các giải thể thao, các kênh truyền hình, các phim bộ Hàn Quốc, Trung Quốc song song với các nước sở tại, và đặc biệt là các cái phim bom tấn mà trước đây chỉ có thể xem ở ngoài rạp. Đặc biệt là vào ngày 18 tháng 3 tới, khán giả ở Việt Nam có thể thưởng thức một cái bộ phim bom tấn rất là được mong chờ, đấy là phim Liên Minh Công Lý. Nếu mà trước đây thì phải ra rạp để xem thì bây giờ mọi người có thể xem trên nền tảng streaming ở trong nước như là FPT Play, và đây là sự kiện mà rất được đón chờ trong cái thời gian tới.